Chào anh chị nhá. Hôm nay mình đang ở tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Đang ở một cái vườn tiêu rất là đẹp. Đây anh chị, vườn tiêu tuyệt vời đây. Quá tuyệt vời luôn, không có người chăm sóc cho nên nó không được đẹp lắm. Đấy, vườn tiêu rất là đẹp. Đây đường đất anh chị ạ. Gần đường nhựa, sát với đường nhựa thôi. Đường đất này thì cũng tương lai sớm thì cũng làm thôi, ô tô vẫn chạy được nhá. Hôm nay chủ rất là cần tiền, muốn bán cái lô đất này 400 triệu cho 1.000 mét vuông thôi anh chị. 400 triệu 1.000 mét vuông anh chị ạ. Tổng là 4.500 mét vuông. Thế ra là 1 tỷ 800 triệu đồng. Giá rất là hợp lý anh chị. Đầu tư thời điểm này như vậy là quá đẹp rồi. 1.000 mét vuông ngay khu dân cư luôn. Đây, có nhà trước mặt này. Gần hồ Suối Rao, rất là mát mẻ, không khí tuyệt vời, trong lành. Những cái lô đất này ngày xưa có lúc 1.000 mét vuông nó lên đến cả tỷ, nhưng mà giờ này thì rất là cần tiền rồi, chỉ còn 400 triệu 1.000 mét vuông thôi. Từ đây ra ủy ban xã này nọ rất là gần, đây ra hồ Tràm, hồ Cốc lại gần nữa, hơn gần chỉ gần 30 cây số thôi. Những cái khu vực này anh em Sài Gòn họ mua rất là nhiều đất vì không khí rất là mát mẻ trong lành ở Suối Rao, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Buổi chiều này gió mát rượi rượi, sát bên hồ Suối Rao luôn anh chị ạ. Được cái hồ nó điều tiết không khí rất là tuyệt vời, cho nên đất này làm vườn rất là ok. Ngoài ra thì nếu mà mình tính đất ở thì cũng được. Đây có khu dân cư, có nhà ở, rồi lại gần trường học này nọ, ở cũng được, làm nhà, có điện, có nước, thoải mái. Anh em đang cần di chuyển nơi ở hay gì đó thì làm nhà chỗ này cũng tuyệt vời. Giá thì rẻ nữa. Anh chị mà cần thì alo chi tiết cho mình nhé. Gần 100 mét mặt tiền đó anh chị, 4 rào luôn nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.